Quên làm nói nghe. Lầm nói nó ấy ẩu ý. Nhớ vừa chút chút à. Vâng, rất tuyệt vời đúng không ạ? Quý vị hãy nghĩ rằng thay lời của gia đình, thay lời chú thể hoàng đức cô dâu Kim Xuyến, cảm ơn tới các chị em và trong lời văn nghệ của gia đình đã có những phút điều hiển chuyển hạnh phúc nhất để gửi tặng tới gia đình chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn.